Chào các bạn, từ khoảng cách đây 2 năm á, các khái niệm về sản phẩm Ultrabook Gaming á, dần dần được thành lập. Đương nhiên nó không phải là một cái thuật ngữ gì đó nó quá chuyên môn hoặc là có một cái định nghĩa gì đó quá rõ ràng. Chỉ đơn giản là chúng ta hiểu với nhau, những cái Ultrabook Gaming tức là những chiếc laptop gaming nhưng mà nó vẫn mỏng, nhẹ, không ăn quá nhiều điện. Thì thực tế ra những con Ultrabook Gaming như vậy ngày xưa nó hơi khó để làm, tại vì cái IPC của CPU và chipset thời điểm đó nó chưa cao. Nhưng mà thời điểm này nha, những con AMD Ryzen 5000 cho đến 6000 series đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Và hôm nay ở trên bàn của mình là một con MSI Delta 15, một sản phẩm Ultrabook Gaming mà mình không ngờ nha, bây giờ laptop mỏng nhẹ nó lại mạnh đến cỡ này. Đầu tiên luôn, mình xin khẳng định mình cực kỳ hài lòng với cái máy này. Cho nên là các bạn cũng đừng có quá ngạc nhiên sao mà tại sao cái clip này nó lại toàn là khen cái sản phẩm này nha. Tại vì các bạn biết không, cái khung máy á, nó mỏng, nó nhỏ, nó gọn. Vậy mà cái cấu hình bên trong nó kinh khủng cực kỳ. Vậy chúng ta có cái gì ở đây? Một con CPU là Ryzen 9 5900HX, một con GPU là RX 5700M. RAM mặc định trên máy là 16GB và kèm theo đó nữa là một cái SSD 1TB. Trong khi thân máy nha chỉ nặng là 1.9kg và các bạn biết không, độ dày của máy là 19mm. Khung máy thì được làm bằng kim loại, rất ít flex, khi mà các bạn đưa tay và sờ vào sẽ thấy là nó khá ok. Phần bản lề của máy có thể mở ra được bằng một tay và bẹt lên tới tận là 180 độ. Nhưng mà nha, bản lề này thì hơi rung lắc nhẹ. Đấy, cổng IO thì được bố trí đều về hai bên trái và phải, và mỗi bên thì có một cái số lượng nó hơi ít một xíu. Chẳng hạn như bên trái các bạn có một cái jack âm thanh 3.5mm 2:1 nè, một cái USB Type-A 3.2:2, một cái USB Type-C 3.2:2. Nhưng nha, bên phải các bạn có một cổng USB Type-C 3.2:2 hỗ trợ luôn cả xuất hình thông qua tiêu chuẩn DisplayPort, một cổng USB Type-A 3.2:2 và một cổng HDMI 2.0 hỗ trợ xuất ra tới tận là 4K 60Hz, đỉnh ha. Nhưng mà mình biết mà, anh em Given thì quan tâm nhất là về phần hiệu năng và nhiệt độ của máy khi mà chơi game sẽ như thế nào, đúng không? Và mình nói luôn, chúng ta không thể nào áp một cái quy chuẩn của laptop gaming to, dày, nạt vào trong một cái máy mỏng gọn như thế này được các bạn nha. Nhưng mà không phải mình nói như vậy mà các bạn tưởng tượng ra ngay là một cái hiệu năng nó rất là lèo tèo, không phải đâu nha. Con này hiệu năng vẫn rất là ngon. Đầu tiên là với sức mạnh của CPU, mặc dù trong một cái thân máy mỏng 19mm nhưng mà MSI vẫn cố ý setup cho nó một cái mức TDP tối đa rất là cao, lên tới tận là 60W điện thông qua phần mềm Cinebench R23 khi mình test ở multi-core. Thì các bạn biết không, cái mức này nó đã vượt luôn cả cái ngưỡng mà khuyến nghị ở 54W của AMD rồi. Đương nhiên rồi, tại vì sao? Đây là một con Ryzen 9 5900HX và Series X, tức là series cho phép ép xung. Và đối với MSI, nếu như mà họ tự tin về cái phần là giải nhiệt cho CPU thì họ hoàn toàn có thể nạp thêm điện để cho cái máy này nó mạnh hơn. Và khi mà mình đã test qua rồi thì cái điểm số đa nhân lẫn đơn nhân lần lượt là 12.323 điểm và 1.457 điểm. Tức là điểm số đa nhân của chiếc CPU này nha, 8x16 luôn. Thậm chí nó mạnh hơn cả con i7-11700H khi chạy ở mức là 85W điện. Rõ ràng là về cái IPC AMD hiện tại đang làm rất là ngon. Còn về sức mạnh CPU thì sao? Con AMD Radeon RX 5700M này mạnh như thế nào? Thì khi mình test qua với cả 3 lần ở trong cái bài test là Heaven Benchmark 4.0 thì các bạn biết không? Ở cái mức Extreme Setting, tức là setting cao nhất luôn và độ phân giải là Full HD. Thì cả 3 lần sau khi test mình thấy là cái điểm số của nó vẫn rất cao, các bạn vẫn có khoảng 100fps. Và chưa kể nha, điểm số của cả 3 lần test là từ cái lần 1 đến cái lần thứ 3 thì hầu như nó không có cách biệt gì luôn, tất cả mọi thứ đều rất ngon lành. Và các bạn biết không, một cái khoảng thời gian test như vậy nó sẽ chiếm dụng đâu đó là khoảng từ 10 cho đến 12 phút. Thì với 12 phút như vậy, tức là các bạn đang chơi full setting của một cái GPU nhưng mà nhiệt độ của máy nó vẫn không khiến cho hiệu năng nó bị rốt. Vậy nên là nếu như nói về sức mạnh của GPU mình thấy là các bạn có thể chơi tất cả những cái game AAA mà các bạn muốn.
Và chưa kể nha, mình có chơi luôn cả một cái tựa game rất là hot gần đây, đó chính là Ghostwire Tokyo ở cái mức setting cao nhất, thì máy vẫn rất là mượt mà. Hầu như quá trình chơi của mình á, khoảng từ 30 phút cho đến 40 phút, hay là có khi mình chơi gần cả tiếng á, cái máy nó cũng không có bị drop FPS gì cả. Nên là nếu như nói về cái phần hiệu năng GPU á, thì mình thấy là nó rất là mạnh. Tuy nhiên á, là vẫn quay lại một chút xíu về phần nhiệt độ nha. Thì thông qua cái việc mà chúng ta chơi lâu á, thì GPU khi này sẽ có nhiệt độ lên tới tận là 94 độ C. Wow. Và cái con GPU này nó ăn được á, đâu đó stable nha, ta là ổn định là khoảng 105W lận. Vậy nên là khi mà chơi game á, mình khuyến nghị là các bạn nên kê ở một cái góc máy cao hơn, hoặc thậm chí các bạn đi mua những cái đế tản nhiệt á. Tại vì phần mặt D của máy á là một cái mặt bằng kim loại, nó sẽ giúp cho cái máy này giải nhiệt tốt hơn và từ đó hiệu năng nó cũng sẽ ngon lành hơn. Về phần bộ nhớ RAM và SSD, tại vì cái này là cấu hình AMD nên là cũng nói luôn ha. RAM ở trên máy là 2 cây RAM, mỗi cây 8GB, tức là Dual Channel 16GB. Và cái RAM này có mức bus tối đa là 3200, tức là RAM DDR4 các bạn ha. Và với RAM thì dùng chip nhớ với cái mã hiệu bạn đang thấy ở trên màn hình, rất là dài mình không đọc. Thì về cơ bản là thanh RAM này cũng không quá đặc biệt, đây là RAM của Samsung. Một thanh như vậy 8GB RAM ở ngoài thị trường đang bán đâu đó là khoảng 950.000 đồng, mình cho là 1 triệu đi. Vậy nên là nếu như các bạn muốn, các bạn có thể upgrade lên một cái mức RAM cao hơn, có thể là đâu đó khoảng 32GB xài cho nó đã, tại vì đây là một con máy cao cấp mà. Và cái máy này là nó hỗ trợ các bạn tối đa là 64GB RAM. SSD á, thì có cái tốc độ khá ổn nha. Mã hiệu của SSD các bạn cũng đang thấy ở trên màn hình nha. Đây là một con SSD của WD, tức là Western Digital á. Thì mình thấy là cái tốc độ đọc ghi tuần tự của nó là tương đối khá. Nếu như các bạn có boot máy, các bạn có mở máy hoặc là lắp một số những cái tựa game nặng á, thì cái máy nó vẫn open rất là nhanh. Nên là nếu như nói về cái RAM và SSD á, nó không quá đặc biệt. Tuy nhiên á, nó vẫn đủ dùng cho các bạn khi mà mua về là sử dụng được luôn. Và các bạn biết rồi đó, bởi vì chúng ta có một cái cấu hình là vừa CPU và GPU của AMD, nên là một số cái tính năng của AMD cũng nên được xướng tên. Đầu tiên là cái tính năng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu năng của máy, đó chính là AMD Smart Shift. Là một cái tính năng mà giúp cho chúng ta có thể gói gọn điện năng của CPU lẫn GPU vào trong cái pool, tức là giống như kiểu là vào trong cái bể vậy đó. Vậy nên là khi mà máy á, sử dụng cái phần hiệu năng của CPU nhiều hơn hay GPU nhiều hơn thì sẽ lấy ra cái lượng điện nhiều hơn. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta khi mà chơi game á, thì cái máy nó ăn vào GPU nhiều á, thì GPU sẽ lấy nhiều điện hơn của CPU. Nhưng mà nếu như các bạn làm đồ họa á, thì CPU nó sẽ có thêm cái sức mạnh. Thành ra là mình thấy cái tính năng này nó rất là hay. Và đối với AMD á, họ làm cái cơ chế liên kết giữa CPU và GPU thông qua cái cầu Infinity Fabric. Nên là khi mà chúng ta sử dụng á, các bạn sẽ thấy là cái tính năng này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu năng của các bạn. Và cái tính năng thứ hai đó chính là AMD Smart Access Memory, là cái tính năng mà cho phép CPU lấy thẳng cái data đang ở trong cái VRAM của cái con GPU, giúp cho hệ thống có thể giảm được độ trễ truyền tải mà không cần phải thông qua cái RAM của hệ thống. Đây là một tính năng khá là hữu ích và có rất là nhiều những cái bài test liên quan tới cái chuyện là gia tăng thêm hiệu năng cho cái máy tính thông qua cái việc kích hoạt tính năng này rồi. Thì mình thấy đây là một cái tính năng mà các bạn cũng nên lưu tâm. Về phần màn hình, con máy này có một cái màn hình rất ngon. Option của những con MSI Delta sẽ có hai option nha. Một là Full HD 144Hz và thứ hai là Full HD với 240Hz. Thì đây, phiên bản này là phiên bản cao nhất, lên tới tận là 240Hz. Thì các bạn biết không, cái tần số quét tối đa lên tới tận là 240Hz native, tức là họ không cần phải ép zoom như những con màn hình khác ở trên thị trường á, cho phép các bạn khi mà sử dụng á, cái hiển thị của nó cực kỳ mượt mà luôn. Thật ra là tất cả những cái pixel ảnh ở trong cái con UFO Ghosting Test của mình á, nó không hề có một chút xíu những cái đuôi hay những cái motion blur nào cả, tất cả mọi thứ di chuyển đều rất là nhanh. Đây là một cái màn hình mà cực kỳ hữu ích dành cho những bạn nào mà mê chơi FPS game. Đó là về cái giá trị gaming ha, tức là nó hiển thị nhanh lắm, các bạn yên tâm, chơi cực kỳ đã. Nhưng vẫn quay trở lại cái giá trị hiển thị của một cái màn hình á, thì nó có đẹp hay là không, thì cái màn hình này nó cũng rất là xuất sắc. Các bạn có tới tận là 97% sRGB và 75% DCP3, độ tương phản tối đa đạt chuẩn của IPS, tức là 1000:1. Còn độ sáng tối đa của màn hình á, thì vẫn lên tới tận là 300 nits. Tức là một cái con màn hình rất ngon nha, chưa kể Delta E, tức là sai lệch màu tiêu chuẩn của nó chỉ có 1.35 thôi. Nên là nếu như các bạn muốn xem phim giải trí thoải mái trên này, được luôn. Và thậm chí làm được luôn cả đồ họa, các bạn tin mình. Cũng nói thêm một chút xíu nữa về bàn phím và touchpad, tại vì đây là laptop mà ha, phải nói luôn cả phần này. Thì mình thấy là bàn phím và touchpad của em này thì nó cũng bình thường thôi, không khác mấy với những con MSI modern nè các bạn. Tức là hành trình phím thì vẫn nông và phẳng, và touchpad thì cái kích cỡ nó cũng tương đối nhỏ. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì khung máy nó quá mỏng mà, chỉ có 19mm. Nhưng mà được cả nha, bàn phím này thì cái đèn nền của nó là đèn nền LED RGB, chứ không phải là LED đơn sắc như những con MSI modern hay là MSI Brickstick. Cho nên là nếu như mà sử dụng, các bạn có thể tinh chỉnh thêm ở trong cái app của MSI.
Xét chung về MSI Delta 15 là một sản phẩm mà mình thấy nó rất là thú vị. Mặc dù đây là một chiếc laptop gaming nhưng nó rất là mỏng và nhẹ. Điểm mạnh có thể kể đến như là: đầu tiên, các bạn có một cái cấu hình rất mạnh mẽ, đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu các bạn muốn. Thứ hai, màn hình của máy thì rất tốt cho cả gaming và lẫn đồ họa. Thứ ba, build kim loại nhưng lại rất mỏng nhẹ. Nhưng mà tuy nhiên vẫn có một số những cái điểm có thể cải tiến thêm ở trên máy này. Chẳng hạn như là nhiệt độ máy thì vẫn khá nóng khi dùng các tác vụ quá nặng. Và thứ hai là bàn phím và touchpad thì cũng không quá ấn tượng. Các bạn có thể cắm thêm một số những cái chuột hoặc là phím rời để xài cho nó ngon hơn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và đây là video review rất chi tiết về MSI Delta 15. Nếu các bạn muốn mình làm thêm một số những cái nội dung gì đó khác, hãy cùng nhau comment lại ngay phía bên dưới. Và đừng quên là GVN sẽ lên sóng video vào lúc 20 giờ hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.